Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về phần nội dung, tuần này chúng ta vẫn tiếp tục học nội dung nhảy xa. Thì nội dung nhảy xa, chúng ta sẽ ôn lại các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và chúng ta sẽ tìm hiểu một số bài tập bổ trợ nhảy xa. Về kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi, kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi bao gồm 4 giai đoạn: giai đoạn chạy đà, giai đoạn dặm nhảy, giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất. Sau đây chúng ta sẽ ôn lại 4 giai đoạn này. Đầu tiên chúng ta sẽ bước vào giai đoạn chạy đà. Giai đoạn chạy đà được tính từ lúc chạy cho đến khi đặt chân vào bán dặm. Các em cần tạo ra được một tốc độ tối đa trước khi dặm nhảy để đặt chân vào bán dặm cho chính xác. Và một phần quan trọng không kém đó là cách đo đà và cự ly chạy đà. Đo đà, các em thực hiện bằng cách đứng trên bán dặm, các em sẽ đo về vạch xuất phát. Các em hãy nhớ rằng một bước đà sẽ bằng hai bước đi thường của các em. Và bạn nào chạy đà là số lẻ thì chân dặm của các em đặt ở phía sau khi đứng ở tư thế chuẩn bị. Còn đà là số chẵn thì ta đặt chân ngược lại. Cách chạy đà thì các em có thể chạy đà bằng cách là chạy đà tăng dần đều hoặc là chạy đà nhanh ngay từ đầu và cố gắng tăng tốc ở những bước đà cuối. Sau đây thì cho các em xem hình ảnh minh họa của giai đoạn chạy đà. Các em quan sát hình ảnh minh họa của giai đoạn chạy đà. Đây là giai đoạn chạy đà của các em. Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Các em quan sát hình ảnh minh họa của giai đoạn dặm nhảy. Giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn trên không. Sau khi bay ở tư thế bước bổ, các em đưa đùi của chân lăn lên cao, duỗi ra và kéo chân dặm lên song song với chân lăn, nâng hai đùi lên sát ngực, đồng thời hai tay đưa lên cao. Thân người của các em khi đó hình thành tư thế ngồi trên không. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa của giai đoạn trên không. Các em quan sát hình ảnh minh họa của giai đoạn trên không. Đây là giai đoạn trên không của các em. Và giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn tiếp đất. Ở giai đoạn này, khi các em tiếp đất, các em sẽ nâng đùi đưa đầu gối lên sát ngực và gặp thân người về trước, cẳng chân hạ xuống dưới và duỗi thẳng chân, hai tay chuyển từ trên cao ra phía trước. Khi tiếp đất thì gót chân của các em chạm cát trước và cần gập gối để giảm chấn động. Thân trên của các em sẽ cố gập về trước, không để ngã người về phía sau. Và các em sẽ xem hình ảnh minh họa của giai đoạn tiếp đất. Các em quan sát hình ảnh minh họa của giai đoạn tiếp đất. Đây là giai đoạn tiếp đất của các em. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa ôn lại 4 giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Chuyển sang nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số bài tập bổ trợ cho nhảy xa. Thì chúng ta có các bài tập sau: chạy 30m tốc độ cao, xuất phát cao, chạy biến tốc, chạy đạp sao 30m, xuất phát cao chạy đuổi, bật xa tại chỗ, bật cao tại chỗ, lò cò bằng chân dặm nhảy, bật cốc. Thì một số bài tập ở trên
sẽ giúp cho các em phát triển về sức mạnh tốc độ và sức mạnh bộc phát, giúp cho các em nâng cao được thành tích trong môn học nhảy xa. Thì vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của ngày hôm nay. Thì bây giờ thầy có điều muốn dặn dò các em. Thì ở nhà các em có thể tập luyện các bài tập bổ trợ ở trên để phát triển sức mạnh tốc độ, sức mạnh bộc phát để nâng cao được thành tích nhảy xa của mình. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.